Nhắc đến Nguyễn Hoàng Quốc Chí, người hâm mộ bóng đá Việt Nam sẽ nhớ đến những mùa giải anh khoác áo Khánh Hòa. Ít ai biết được, Quốc Chí là tay ngang sang con đường bóng đá chuyên nghiệp. Dù Quốc Chí được sinh ra trong một gia đình có truyền thống bóng đá, nhưng anh không được ăn tập từ nhỏ như nhiều cầu thủ khác. Quốc Chí đã phải trải qua một tuổi thơ đầy khốn khó. Do gia cảnh lúc trước rất nghèo, Quốc Chí đã phải làm nhiều nghề để phụ giúp gia đình, trong số đó có cả bốc gạch và phụ vữa. Ở thời điểm khốn khó, Quốc Chí lấy bóng đá phong trào để giải stress. Vận may đến với Chí khi có một người anh biết và giới thiệu vào đội Khánh Hòa. Và vào năm 18 tuổi, Quốc Chí chính thức theo con đường bóng đá chuyên nghiệp theo kiểu tay ngang. Anh chưa qua trường lớp nào về bóng đá, tuy nhiên, nỗ lực vượt khó cùng ý chí, đam mê trái bóng tròn giúp cầu thủ sinh năm 1991 ngày càng hoàn thiện kỹ năng, chiến thuật. Đến năm 2015, Nguyễn Hoàng Quốc Chí chính thức thi đấu cho Sana Khánh Hòa ở V-League. Quốc Chí thuộc mẫu tiền vệ tấn công đá giật cánh. Anh chỉ cao 1m69 nhưng sở hữu nền tảng thể lực cộng với kỹ thuật chơi bóng tuyệt vời. Đến mùa giải năm 2018, anh xếp thứ 6 trong các chân sút nội V-League với 8 bàn thắng cùng 4 kiến tạo. Chơi tốt được cả hai chân, luôn ra sân với suy nghĩ cống hiến hết mình, Quốc Chí luôn luôn là ngòi nổ, sẵn sàng tạo ra nguy hiểm về phía khung thành của đối phương. Thành công với Khánh Hòa ở mùa giải năm 2018, khi đội bóng phố biển cán đích ở vị trí thứ 3, Quốc Chí tạo ấn tượng với những nhà tuyển trạch của các đội bóng khác cũng như huấn luyện viên trưởng của đội tuyển quốc gia Việt Nam Park Hang-seo. Sau đó, anh có lần đầu tiên được triệu tập lên đội tuyển quốc gia khi Liên đoàn bóng đá Việt Nam công bố danh sách rút gọn gồm 30 cầu thủ được triệu tập lên đội tuyển quốc gia chuẩn bị cho AFF Cup 2018. Dù vậy, ở danh sách 23 cầu thủ cuối cùng, Quốc Chí đã không thể cạnh tranh với những cái tên còn lại. Mặc dù không thể góp mặt tại AFF Cup, nhưng đây chắc chắn là trải nghiệm không bao giờ quên với cầu thủ sinh năm 1991. Ở cấp độ câu lạc bộ, sau mùa giải gây được tiếng vang cùng câu lạc bộ Sana Khánh Hòa mùa giải năm 2018, Nguyễn Hoàng Quốc Chí quyết định chia tay đội bóng phố biển với 93 lần ra sân và 25 bàn thắng tại V-League. Điểm đến tiếp theo, sau nhiều đồn đoán của anh là nhà vô địch V-League năm 2017, câu lạc bộ Quảng Nam. Chuyển đến đội bóng xứ Quảng, ở thời điểm đội bóng đang trong quá trình tái thiết đội hình, sau mùa giải 2018 bết bát, Quốc Chí được kỳ vọng sẽ giúp Quảng Nam có màn trình diễn ấn tượng ở V-League 2019. Tuy nhiên, mùa giải thi đấu đầu tiên cho đội bóng xứ Quảng, chấn thương khiến Quốc Chí chỉ có 16 lần ra sân, trong đó 10 trận xuất phát ở đội hình chính, 6 lần ra sân từ băng ghế dự bị, 7 lần bị thay và chỉ có vỏn vẹn 2 bàn thắng. Câu lạc bộ Quảng Nam cũng kết thúc mùa giải vô địch quốc gia với vị trí thứ 9, vị trí mà không thể làm hài lòng người hâm mộ đội bóng xứ Quảng. Còn đội bóng cũ của anh là Sana Khánh Hòa Biển Việt Nam dường như yếu đi rất nhiều khi Quốc Chí rời đi. Kết thúc mùa giải, Khánh Hòa cũng đã phải xuống hạng khi xếp thứ 14 ở mùa giải năm 2019. Bước vào mùa giải năm 2020, Nguyễn Hoàng Quốc Chí vẫn chưa đóng góp được cho Quảng Nam ở hai vòng đầu tiên khi anh vẫn đang gặp phải chấn thương cổ chân. Khoảng thời gian V-League tạm nghỉ thực sự quý giá với bản thân Quốc Chí cũng như câu lạc bộ Quảng Nam khi anh sẽ có thêm thời gian phục hồi để trở lại thi đấu sớm nhất. Và sau một mùa giải thi đấu không thành công, Quốc Chí rất muốn khẳng định mình trong màu áo đội bóng xứ Quảng. Hy vọng người hâm mộ sẽ sớm thấy anh quay lại thi đấu, khẳng định mình trong màu áo Quảng Nam. Cuối cùng, hãy cùng chúng tôi xem lại 8 bàn thắng của Quốc Chí trong màu áo Sana Khánh Hòa Biển Việt Nam ở mùa giải V-League năm 2018 đầy ấn tượng.
Next Sport, luôn đồng hành cùng thể thao Việt Nam trên khắp mọi chặng đường.